ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ. Bọn em thì đợt đấy thì nhìn là rất là trẻ, như búp bê ấy, rất là dễ thương. Thì cũng về xin số rồi cũng khủng bố điện thoại ạ. Thời điểm đấy là hai vợ chồng cảm thấy là bế tắc luôn. Vì trong thời điểm mà sinh hai bé đó thì con rất trẻ, còn đang đi học, chồng con thì đợt đấy đang đi làm và cũng thất nghiệp. Thì vợ em thì là rất là cầu toàn, cầu toàn trong mọi việc, muốn làm cái gì là cô phải làm được. Thì áp đặt trong chồng với con, áp đặt cho cả bố mẹ chồng nữa. Gia trưởng đúng không? Đấy là đúng rồi, gia trưởng. Phụ nữ mà lại gia trưởng. Hai vợ chồng này chắc cũng phải có liên quan tới fashion nè. Chị là chị nhìn cái bộ đồ kìa, cái bộ đồ của cô gái. Đúng chưa? Rất là có gu. Cái bộ đồ này, bộ đồ thiết kế riêng. Đúng chưa? Dạ. Rồi thôi, hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Mời các em. Em xin chào cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả vợ chồng Son ạ. Xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Xin giới thiệu với cô và anh, em là Bách, và hiện năm nay 40 tuổi. Hiện nay là công tác tại phòng hoạt động thương mại xã hội quận Hai Bà Trưng. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Ủa, tức là tụi con từ Hà Nội đây không? Dạ, vâng ạ. Wow, quý hóa quá luôn á. Ủa nhưng mà không có liên quan gì đến nghệ thuật. Dạ không ạ. Hồi nãy giờ là anh đoán là nó trật lất luôn đúng không? Nhưng khi trúng một cô vợ sao? Phải chờ đợi cơ hội từ cô vợ. Tại vì nãy giờ vô là để ý ngay cái bộ đồ rồi. Cái áo dài của cô gái. Em xin giới thiệu, em là Ngọc Diệp ạ. Em đến từ thủ đô Hà Nội ạ. Năm nay em 33 tuổi và hiện em đang công tác ở một công ty sáng tạo. Và công ty sáng tạo của em là công ty CBC. Trong đó là có mảng thời trang, sự kiện và hoa. Thấy chưa? Em đoán trúng. Trúng cả mấy cái vô một luôn. Vừa thời trang, tạo, rồi sự kiện, rồi sáng tạo. Nói chung là liên quan đến nghệ thuật hết. Rồi bây giờ kể cho chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau nè. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ vâng, thì điểm gần Trung Thu. Năm 2009 thì hai vợ chồng cũng có đi chơi Trung Thu cùng một địa điểm và cũng ngồi hai cái bàn khác nhau. Dạ. Nhưng cái bàn của vợ của em ấy thì là có một người bạn em quen. Là người bạn ấy kết nối em với cả vợ. Là hai vợ chồng thì đã gặp quen nhau từ hồi đó. Dạ. Tức là các cháu gặp nhau ở đêm Trung Thu. Dạ vâng, đúng rồi, đúng Trung Thu đấy ạ. Hai gì? Cô Hằng ạ, chị Hằng Nga. Nhưng mà lần đầu tiên gặp cô này thì Bách có ấn tượng gì về cái vẻ bề ngoài của cô hay không? À vâng ạ, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ. Bọn em thì đợt đấy thì nhìn rất là trẻ, giống như búp bê ấy, rất là dễ thương. Nhưng mà có năng động, có sôi nổi không? Bạn ấy cũng không, đợt đấy bạn cũng không sôi nổi đâu. Bạn ấy cũng coi chào. Chính vì thế nên tạo cái quân hút đối với. Rồi. Thế con thì sao, con gặp anh cán bộ này thì con thấy thế nào, có rung động ngay và liền không? Dạ, anh cán bộ này ngày xưa thì cũng biến hình ạ. Có nghĩa ngày xưa anh ấy trông là kiểu chắc boy ạ. Dạ không phải là anh ấy như bây giờ, mà ngày xưa anh ấy trông kiểu là mặc áo sơ mi hoa nhưng mà lại phanh nửa ngực, ngài quy kiểu hững hờ, sau để bộ râu đó, cô tưởng tượng không, râu giống như vậy không, râu như này luôn ạ. Dạ, anh này thì rất là khéo, anh này kiểu hài hước, nói chung là anh này cũng gây ấn tượng cho em. Ra ngoài anh là anh ấy cũng về xin số rồi cũng khủng bố điện thoại ạ. Con đã có ý định lâu dài với bé này liền chưa, hay lúc đó chỉ nghĩ là nó chíp hôi xong rồi để kiểu như là trêu ghẹo tí cho nó vui đời thôi. Vâng, báo cáo cô là mới đầu gặp bạn ấy thì thực ra cái ý đồ thì trong đầu đã có sẵn rồi ạ. Cái ý đồ thì trong đầu đã có sẵn rồi ạ. Sau khi mà có quen nhau đến lần thứ hai, thứ ba thì cũng nắm được qua về bạn. Bạn ấy đang đi học, mà bạn ấy có ý định đi du học. Vâng, đấy là bạn ấy đang học khoa về quốc tế để đi du học. Thì thôi cứ, mình yêu được thì cứ yêu thôi ạ. Vâng, thì cũng không xác định gì nhiều. Thế con tấn công bao lâu thì con thì coi như cháu nó dính? Thật ra thì chắc là con cứ liệt quá thì đến lần thứ ba. Là vâng, đến lần thứ ba là tôi tưởng đâu là nó thứ một chục hay nhiêu đó, này thứ ba. Bạn ấy cũng chưa nói là yêu hay không, nhưng mà cũng gật. Và hai đứa thì lúc đấy nó bắt đầu là gần như là một couple đấy ạ. Anh ấy tấn công mãnh liệt thế mà con không cảm thấy là gần như là hốt hoảng à? Bố con là công chức, là nhà nước, rất là nghiêm khắc. Từ trước con đi học là lúc nào cũng quản lý chặt chẽ lắm. Càng quản thì con lại kiểu thích ham chơi, thích. Anh này cứ rủ đi chơi, mình lại kiểu chạm đến cái việc mà mình chưa giờ được làm. Gặp anh này con thấy là ôi một bầu trời khác. Vì anh ấy thì lại kiểu là được đi chơi về muộn, anh ấy lại có nhiều mối quan hệ, rồi anh ấy được giao du nhiều, được đi uống rượu, rồi cả ý là được có những cái mình chưa làm. Thấy là kiểu thấy thú vị ạ. Kiểu cảm thấy là ôi được sống là chính mình. Ôi bây giờ mình được tự do, kiểu cảm giác rất thoải mái ạ. Thời điểm mà sau khi mà vợ chồng con quen nhau được khoảng 1.5 năm, ra mắt hai gia đình rồi, nhưng bố con vẫn không thoải mái, mà thậm chí là con đi chơi với chồng con, mẹ con bắt gặp, mẹ con vẫn gọi lại mắng chồng trận, có nghĩa là vẫn kiểu không happy, mặc dù mình đã đi học đại học rồi nhưng mà vẫn không muốn cho mình có một mối quan hệ nào. Rồi một ngày đẹp trời thì lúc đấy là trong cái giai đoạn con chuẩn bị du học, là chuẩn bị hết giấy tờ thủ tục thứ,
Thế là con mới phát hiện ra là mình hai vạch. Con cũng kiểu bị sang chấn rất sợ, vì thật ra con cả chồng con thì không có một cái xác định gì, mặc dù là con đến nhà chồng con chơi rất nhiều mà gia đình đừng biết nhau, thậm chí con đi du lịch với cả gia đình nhà chồng rồi. Nhưng mà kiểu con cả chồng cũng chưa là có một cái xác định về tương lai với nhau. Thế là con phát hiện ra là con đã có bầu, và lúc đó là bầu sinh đôi. Dạ. Thế luôn á? Dạ vâng, con xin giới thiệu lại là con là mẹ sinh đôi ạ. Hai trai hay hai gái? Dạ con đẻ hai bé trai ạ. Ôi trời ơi, quá đã. Bầu bí sinh em bé xong rồi lại tiếp tục việc học thôi. Học sau. Dạ vâng, thì sau một năm mà đi học lại. Nhưng mà tuy nhiên là cũng kiểu sốc quá, vì mình lúc ấy còn đang trẻ con ở nhà được ba mẹ thì khắc khe, kiểu nghiêm khắc nhưng mà lại rất là chiều, nghĩa là không phải làm gì như kiểu công chúa ở nhà, chứ không phải động tay động chân nội trợ hay làm gì cả. Tôi nghĩ là bây giờ mình sinh con ra thì mình chăm sóc như thế nào, rồi mình chưa có cái định hướng gì về làm người mẹ, mình không hiểu là tương lai của mình sẽ ra sao. Khi mà nghe tin coi như là vợ hai vạch, mà lúc đó cái phản ứng của em sao và cái cảm xúc em như thế nào? Cái phản ứng của em lúc đấy là đang đi chơi điện tử. Chơi điện tử. Vâng, em đi chơi điện tử để vợ gọi rất là nhiều cuộc không nghe, xong rồi lúc sau thì gọi lại thì vợ bảo là em lại tưởng là đùa cơ. Tại vì là theo dự định thì là tháng 7 vợ đã sẽ đi du học. Vâng, thì lúc đấy là tầm tháng 6 rồi để vợ nó báo hai vạch, em vẫn không tin đâu. Vâng, mãi về sau thì bạn ấy đến và nói với mẹ, có nghĩa là mẹ chồng ấy, mẹ của em. Mẹ em mới đưa đi bạn đi khám thì bảo là sinh đôi, thì mẹ em lại gọi lại cho em, thế là bảo thôi đi về thôi, về cưới vợ đi, về cưới vợ đi. Mẹ em thì cũng rất là quý diệp. Vâng, nhưng mà nè, dạ, cái lúc con lấy chồng và có bầu là lúc đó con còn rất trẻ. Dạ. Rồi đám cưới nữa. Vậy dạ, thì cái thời gian về cưới hỏi mới về sống chung với nhau rồi lại làm mẹ lúc còn rất trẻ thì nó có gặp những cái điều khó khăn gì không? Thực sự thời điểm đấy là một cái thời điểm mà đến bây giờ không bao giờ quên, nhưng mình cũng phải cảm ơn cái khoảng thời gian đó để cho mình trưởng thành hơn và mình được như bây giờ. Nhưng những thời điểm đấy là hai vợ chồng cảm thấy là bế tắc luôn, vì trong thời điểm mà sinh hai em bé đó thì con rất trẻ, còn đang đi học, chồng con thì đợt đấy đang đi làm và cũng thất nghiệp, chưa đi vào nhà nước, là hai vợ chồng gần như là không có nguồn kinh tế và dựa vào ông bà hỗ trợ. Tuy nhiên là hai bạn thì rất là hay ốm yếu, hay đi viện, rồi cũng kiểu như là sinh đôi, cái gì nó cũng cái gì gấp đôi, mình gặp lên cái gì cũng đáng đôi đấy, tốn kém tất cả nhiều chi phí. Bây giờ nhiều lúc mà con nghĩ lại con cũng bảo là không hiểu sao mình lại vượt qua được cái giai đoạn đó. Thế rồi có cãi nhau nhiều không? Đó là cãi nhau nhiều lắm. Đó. Dạ. Và có suýt coi như là stress ly hôn không? Có. Dạ. Có stress nặng đó. Dạ. Suýt ly hôn thì cũng có suýt tan vỡ không? Lần nào đến lỗi, nhưng mà dọa nhau thì rất là nhiều. Dọa. Ai dọa bên này chắc bên này dọa nhiều. Vâng, vâng. Thời điểm đấy là một cái thời điểm nó rất là khủng khiếp đối với con, nghĩ lại cái quãng thời gian đó. Hai vợ chồng không hề thống nhất được. Nhưng mà cái điều gì để tụi con có thể vượt qua được cái thời điểm lúc đó? Là con nhìn vào hai đứa bé. Cái thứ hai là vì tình yêu ạ. Con nhìn vợ con nhiều lúc con có cáu, có giận. Nhưng mà thật sự rất là thương vợ. Cực kỳ thương. Thì vợ con thiệt thòi rất nhiều. Hai vợ chồng cũng động viên nhau ạ. Mọi thứ rồi sẽ qua hết. Hồi tới phần kia đi chị. Lại kể xấu nhau à? Đúng rồi. Nhưng mà là em có thích cái phần này không? Dạ, cũng rất thích ạ. Nhưng mà chưa cơ hội được nói, hôm nay được lấy chương trình nói. Góp ý xây dựng gia đình ấy. Dạ, dạ, chồng con thì có cái tật xấu. Không biết tật xấu hay không, nhưng không biết sao, nhưng mà yêu con thái quá. Biết là xấu hay tốt, nhưng mà kiểu yêu nhưng mà yêu thái quá. Ví dụ. Chẳng hạn như là lúc nào cũng kiểu kìm kẹp nó trong tầm mắt, nếu không tầm mắt thì lúc nào cũng cảm thấy là không yên tâm, thậm chí là con đi chơi với cả mẹ cũng không yên tâm, có lúc nào cũng kiểu cảm giác nơm nớp lo sợ, ý là cũng hơi overthinking về việc là con mình đi ra ngoài cũng nào cũng phải muốn quản lý kiểm soát, và cũng giống như gà con mà đi ngoài thảo nguyên ấy, lúc nào cũng có một vài cái gì hôn bay trên trời, đánh nhằng phát là nó tha đi luôn. Ủa? Lúc nào cũng có cảm giác thế. Gà còn gì nữa này? Đó nóng là tính cái... không? Nóng tính không? Đó, nóng tính ạ, rất nóng tính, với mọi người là một gương mặt thân thiện. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đấy, con vừa nói là cây hài. Thế nhưng mà với vợ con thì nhiều khi cũng hơi khắt khe một chút, là cũng có những cái nóng, ý là kiểu hay overthinking, giống như là cũng lo sợ rồi vợ rồi con rồi thế này thế kia, đó hơi nghĩ nhiều ạ. Giờ là dịp mong muốn bắt thay đổi điều gì để nó hoàn hảo hơn? Dạ, điều thay đổi chắc là anh để cho con có một cái không gian cho con trưởng thành hơn, cho con trải nghiệm và tự lập hơn. Con 12 tuổi vẫn chưa biết đi xe đạp. Con nó rất là ngoan, rất là kiểu ham học hỏi, thích đọc sách, rồi thích tìm hiểu khoa học xã hội. Các thứ cũng là từ bố, nhưng mà con cũng muốn là cho con những sự trải nghiệm nhiều hơn. Dạ vâng. Đúng đấy. Rồi. Đúng đấy. Rồi vâng. Chứ không thể nào mà coi như là theo kiểu mà gà trống ấp gà con được đâu. Rồi bây giờ tới bắt. Dạ. Dạ em ạ. Được quyền. Em có trông chờ vào giây phút này không? Chẳng mấy khi. Dạ. Ta thì có một cái là mình cũng rất là khó chịu ạ. Nhưng mà cũng là tốt thôi.
Thì vợ em thì là rất là cầu toàn, cầu toàn trong mọi việc. Cô ấy là muốn làm cái gì là cô ấy phải làm bằng được. Và cô ấy sẽ coi như là bắt mình phải theo bằng được. Cuối tuần ăn sáng chủ nhật thôi, là cả nhà cũng phải mặc tông Việt tông, cũng phải mặc cho lên hình nó chỉn chu cho nó giống nhau. Em đi du lịch thì không bao giờ em quan tâm là đi đâu và mặc cái gì, tại vì là có quan tâm thì cũng không được có ý kiến. Nên bạn ấy sắp ra từng ngày mà mặc cái gì, cả nhà mặc cái gì, mặc cái kia rồi. Không những mà áp đặt cho chồng với con, áp đặt cho cả bố mẹ chồng nữa. Gia trưởng đúng không? Đấy là đúng rồi, gia trưởng đấy. Phụ nữ mà lại gia trưởng. Kiểu gia trưởng mới lo cho anh được đấy. Sắp đặt hết tất cả. Đấy. Nhưng mà thôi, bạn ấy quyết định như thế thì mình cũng nhàn ạ. Cô ấy có quá mê việc mà quên đi mất những cái công việc ở trong nhà không? Cái đấy thì anh nói là đúng đấy ạ. Bạn ấy khi mà bạn ấy tập trung vào công việc thì gần như là bạn ấy dành tất cả tâm trí cho công việc. Kể về đến nhà, bạn ấy vẫn cứ làm việc. Em thấy cũng rất là thương vợ, nhưng mà cũng rất là khó chịu. Là tại vì là về đến nhà là vẫn cứ công làm công việc, chồng con thì cũng không có để ý đến nhiều. Giờ thế thì bây giờ mong muốn thay đổi điều gì mong nè? Mong muốn cô ấy thay đổi điều đó. Gì? Mong vợ con thì nghĩ đến cho mình nhiều hơn. Bớt công việc lại, nghĩ cho bản thân nhiều hơn đúng không? Và không cần phải là quá nghĩ nhiều cho chồng, cho con, cho gia đình, cho công việc. Và nghĩ đến mình nhiều hơn. Thôi bây giờ trước khi mà chúng ta tạm dừng cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì không biết rằng là Bách có một cái điều gì muốn hành động với vợ mình hay không? Khi mà hai đứa tiến tới cưới nhau ấy, thì mọi thứ nó như một cái cuồng quay ấy. Vợ em thì rất là thích là được chồng cầu hôn. Thế con chưa cầu hôn à? Dạ, con mong là hôm nay con được thực hiện điều đó. Cho con một phút chuẩn bị. Con đi. Cho con vào kia một phút chuẩn bị. Anh không biết nói gì nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Đã đến với cuộc đời anh. Đáng lẽ cái lời này anh phải nói cách đây 15 năm trước. Nhưng hôm nay nhờ chương trình, nhờ cô chú động viên, anh ngỏ lời. Làm vợ anh nhé. Đẹp đôi quá. Tuyệt vời con ạ. Em đồng ý ạ. Em đang định nghĩ lại nhưng mà em thôi đồng ý. Còn cái gì không? Ôi giời ơi, đưa cho tôi xem nào. Nắp ôi nga, giời nắp ơi. Nè. Ôi đây trời, này. Đẹp quá. Nói chung là hôm nay là một cái ngày đúng là 12 năm là sinh em bé và quen nhau là 15 năm. Lần đầu tiên ạ là được một cái sự lãng mạn với chồng con, là người rất hài hước, làm gì con thì tức cười được. Con chưa thấy là thấy xúc động. Hôm nay cũng có một chút xúc động và thật sự là rất là trân quý với chương trình hôm nay để vợ chồng con có một cái dịp chia sẻ này. Vợ chồng con từng đi Maldives và cũng rất là đi Bali, cũng thiên đường tình yêu rồi nhưng mà chưa được thực hiện điều này. Đây là hôm nay là trên truyền hình cả nước biết ạ, ghi nhận ạ. Thế này anh này đặt bây giờ là của con, nếu mà ai thì anh này đi với cô nào là mọi người đã phát giác ngay. Nhưng mà nhắn cho con hậu cái. Dạ vâng, nhắn cho em hậu cái. Dạ vâng ạ. Một chút tự cảm ạ. Rồi. Cảm ơn Diệp với Bách em. Người gì đâu mà cao quá. Đó, với lại cái nét mặt của chồng em lúc đó hơi lạ lạ. Cô này là hiền lạ. Vậy có phải là kiếm mình là để thay thế hay không? Chào hai em. Chào anh chị. Dạ, em chào anh chị. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thanh Tân, năm nay em 26 tuổi, nhà là nhân viên lễ tân khách sạn. Còn em? Dạ, em tên là Thanh Phương, năm nay cũng 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau cách đây khoảng 3 năm, làm chung trong khách sạn đó anh. Thì em làm ở tầng 2, chồng em ở tầng 19. Thì lúc đó là chồng em xuống phía dưới để lấy hàng. Thì gặp nhau lần đầu tiên. Và ấn tượng của em về chồng em là ồ, người gì đâu mà cao quá. Tại lúc trước mấy bạn của em là thấp thấp, tầm cỡ em thôi. Đó, với lại cái nét mặt của chồng em lúc đó hơi lạ, đẹp lạ nên đẹp lạ. Rồi khi mà em gặp cô này thì cái ấn tượng của em là như thế nào? Cô này là hiền lạ. Hiền lạ. Dạ. Nói chung là cái ấn tượng ban đầu về nhau của hai bạn nói chung là tích cực. Đó, đó là tốt đó. Vậy thì bây giờ cái đường tình yêu của các bạn đến nhau như thế nào? Chồng em cũng nhiều lần làm em muốn chia tay luôn á. Sao vậy? Tại mới quen em được có 2 tháng cứ kể là anh vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ. Em ngồi sau lưng hát cho chồng nghe thì chồng nói là bạn đó hồi xưa cũng hát cho anh nghe giống như vậy. Rồi bạn đó trắng, cao, dễ thương gì đó, khen vào đó trước mặt em vậy đó. Thì em nghĩ, ủa? Vậy có phải là kiếm mình là để thay thế hay không? Hay là như thế nào mà lại nói như vậy? Đặc biệt là bạn này, nhiều bạn nữ lắm. Nhóm chơi là có mỗi mình chồng em là nam thôi. Đi chơi mà toàn uống nước với nữ không à. Vậy á. Không ghen sao được. Nhưng mà trong cái tình yêu của các em á là có trơn tru không? Thế 3 năm mà. 3 năm. Có 1 năm là tụi em yêu xa cho nên là cái khoảng cách thời gian, cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn. Cái thời gian làm xa là làm ở đâu cơ? Dạ em lên trên du thuyền á chị. Đi trên biển suốt luôn. Dạ đúng rồi. Trời cả năm trời luôn. Dạ. Trên cái thời gian trên tàu thì là có đồng nghiệp nữ đúng không?
Dạ cũng có nhưng mà ít hơn nam nhiều. Có nghĩa là đồng nghiệp nam. Dạ. Em có ghen với đồng nghiệp nam không? Trời có chứ. Tại bạn này á, lúc mới quay làm cho em nghi ngờ về giới tính rất là nhiều. Đi ra đường thấy bạn nam nào xấu muối, ôi tướng nó đẹp quá em. Cũng khen nữ rồi cũng khen nam. Coi hình nhiều khi đao hình những cái anh xấu muối vậy để mà hình máy tính vậy đó. Nên em nói, ủa có phải là lấy mình làm bình phong không? Em đôi khi cũng sợ sợ. Suy nghĩ suy nghĩ. Rồi em có thử không? Cũng có thử. Ông thử cách nào? Lúc yêu nhau á. Dạ, em cũng thử coi có phản ứng gì không. Mà có không? Dạ có. Em hỏi bạn này, em test đến lúc nào thì em tin rằng anh này là chính cống? Tới giờ thỉnh thoảng em vẫn còn nghi. Nhưng mà cái chi tiết mà đau hình sáu múi về coi. Dạ cái đó là cho động lực của em để tập thể dục. À, trong cái chuyện khác đúng không? Dạ, đẹp lắm. Ủa là trước khi là cưới nhau thì em có phát hiện bên này điệu không? Cũng chưa thấy nhiều đâu anh, mà về rồi á lúc đó mới thấy. Điệu sao vậy? Điệu như thế nào là điệu chứ em cũng điệu vậy? Xịn nước hoa rồi. Sao em điệu? Dạ, chồng em á rất là thích đi shopping, tháng nào cũng bắt em phải đi mua cái áo này, mà mua cái quần này, mà đặc biệt là áo là phải ôm vô để thấy được body, để thấy được ngực rồi eo gì đó, rồi đi tập gym nữa. Để giữ dáng hình cho nó đẹp. Rồi sao nữa? Xịt nước hoa lúc nào đi ra ngoài đường cũng vậy là chị. Còn em thì đơn giản hơn. Đi chơi thì mặc đồ bình thường thôi, thoải mái thôi. Ví dụ mà đang nói chuyện với chồng á, cái nhìn qua cái thấy chồng đang nhìn gương chứ không nhìn mình. Rồi còn có một chi tiết là em sực nhớ ra là bữa đó cả nhà gia đình chồng em á với em đi đầm xe nước. Thì có mấy bạn là dòm chồng em vậy nè, thì như người ta thì mình đi chỗ khác đi. Chồng em không. Đứng mà làm kiểu ưỡn ngực lên. Sao thân, tại sao em lại đáp lại cái ánh nhìn của bao chàng không trai kia? Lúc đó là em cũng không có để ý nữa, cho nên là cứ đang lo chơi với vợ thôi, chứ không vợ nói thì mới bắt đầu quay qua để ý. Không, nhưng mà chị nói cho sở dĩ mà anh Bin á là ai mà nhìn ảnh á, mấy bạn này nè mà nhìn ảnh á anh chạy liền. Lý do tại anh không tập gym. Những bạn mà tập gym á là bạn rất show, đó là một cái bệnh chung của những người tập gym. Cho nên thực sự nãy giờ những cái điều em lo là thôi em bỏ đi, delete đi, đừng có lo. Không cái gì cả. Không có gì cả. Vấn đề ở đây là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ. Đó, cái nhiệm vụ anh ấy trả có bài phải có là người đàn ông hay không? Đó. Và trả bài có thuộc hay không? Đó. Rồi, bây giờ ngoài cái đó ra thì ông chồng em có cái điểm gì nó đặc biệt không? Đặc biệt nhất là của chồng em mà chỉ có điệu thôi. Với lại vì giữ thể hình quá nên hay nhìn anh á, nó làm cũng em bực mình nữa. Con trai vậy anh có chút xíu cơm mà em đút. Không phải do những người tập gym người ta ăn có chế độ đó đúng không Tân? Dạ đúng. Đúng vậy, ăn nhiều quá là phiền. Em sợ chồng em yếu thôi. À, như vậy là không phải là quên bài, ăn ít cho nên bị quên bài. Không đủ năng lượng. Rồi bây giờ tới Tân đi. Dạ. Giờ cô ấy phản pháo em quá. Cô vợ mà thấy em gọi là hiền mà hiền lạ. Vậy thì ở nhà về, ở chung nhà với nhau rồi có hiền nữa hay không? Dạ. Hay là bắt đầu nó lộ rồi? Bắt đầu lộ. Sao lại bắt đầu bữa? Dạ. Vợ em có cái tật ghét chanh. Hả? Ghét cái trái chanh á chị. Trái chanh mình hay dùng để uống á. Thấy trái chanh mình thấy cái gì đó rất là ghê gớm. Thấy một cái là né liền, là coi như là đang làm là dừng lại, không có làm gì nữa là dục luôn. Trời sợ trái chanh hả? Trời sao sợ trái chanh vậy? Sợ chanh đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ cơ? Dạ tại hồi bé thì em hay bị ho. Cái má em thì bắt là phải ngập một lá chanh muối vô để cho nó đỡ ho. Mà em thì từ hồi bé nó thích cái gì nó đẹp đẹp cơ. Còn trái chanh nó bữa đó nó vàng nó đen quá em không thích. Em sợ mà mẹ cứ nhét vô đó. Cái kể từ đó thì là em ghét luôn, em sợ luôn. Thấy là không bao giờ ngồi gần, không bao giờ chạm, không bao giờ đụng vô hết. Thì ra là vậy. Nhưng mà anh hỏi nè, chồng em có phải là một người mà rất là gần gũi, rất là dễ hòa đồng với mọi người không? Chồng em á, sau khi mà lấy em rồi á thì còn chơi nhiều với nhóm bạn gái không? Ngày trước là em nói là nguyên nhóm bạn của mình là ổng là anh trai đúng không? Rồi sau khi lấy rồi là cái nhóm nó còn không? Nhiều nhóm không chị, chứ không phải là một nhóm nữa. Lại thêm nhiều nhóm nữa. Nhóm cấp 3, nhóm đại học, nhóm chỗ làm cũ, chỗ làm mới, nhiều lắm. Rồi thời gian đâu mà để mà tiếp các nhóm? Lúc mà mới lấy về thì hai vợ chồng cũng có cãi nhau một lần, cũng lớn. Tại vì em nghĩ là đã kết hôn rồi thì mình phải sắp xếp lại thời gian. Đó thì hai vợ chồng mới thỏa thuận là đó, mỗi tuần thì mỗi người sẽ có 2 ngày để đi chơi với bạn của mình. Bây giờ vẫn vậy. Rồi bây giờ còn em muốn bà xã mình thay đổi gì? Bớt ghen mà cho em đi chơi nhiều. Ghen hả? Tại vì nhiều cái làm em không tin tưởng được. Thứ nhất là cái chuyện hồi xưa nè, em mua tặng chồng cái áo khoác. Chồng đi quay phim chung với chỗ làm chung đó, thì chồng có kể em là cái bé đó chắc thích anh sao đó, hay rủ anh đi uống nước với xem phim mà anh chưa có đi. Rồi bữa đó em mở hình chồng em chụp ra thì thấy bé đó đang mặc ngay cái áo khoác em tặng chồng. Trời.
Trời ghen là đúng rồi. Đau đớn gì đâu. Rồi sao nữa trời ghen thì là quá ghen. Sức chạy tới xé được không? Em đến độ mà em cấm chồng không được, em mặc cái áo đó là thứ hai luôn. Không được mặc luôn. Tân có muốn thay đổi gì nữa không? Dạ thay đổi bà xã thì thương em nhiều chút, càng nhiều hơn thôi chứ không có thay đổi gì nhiều. Thấy chưa? Tại vì ghen quá cho nên là theo ta nghĩ vậy là hết thương mình á, bớt là bớt thương. Ta ghen ta mới thương chứ, thương mới ghen đúng không? Dạ chồng em không biết ghen. Có mình. Ủa vậy hả? Dạ. Chồng không biết ghen. Vậy em có mong chồng thay đổi gì? Dạ bớt điệu. Đây cặp vợ chồng tương đối là hoàn hảo đúng không? Thế em ở với nhau được bao lâu rồi? Được gần 7 tháng. 7 tháng. 7 tháng rồi. Còn mới quá. Còn son. Nhưng mà nói chung là cuộc sống tụi em tương đối như vậy là hoàn hảo. Thực ra thì cái chuyện mà chồng giữ gìn cái thanh, cái sắc, cái dáng á tốt chứ không có gì á. Tại công việc mà đúng không? Chỉ có điều là tiết kiệm hơn nữa, để bớt shopping lại thôi chứ còn điệu thì không phải là điệu đâu. Ta tự ta giữ dáng chăm sóc nó. Đó vậy thôi, còn vợ thì trời vậy là không có ghen đâu nghe, chứ gặp người khác là banh chành rồi. Chết đúng á, là đi gặp cái cô kia đó. Đó chưa phải cảm ơn, vậy mà cứ than em hoài nói sao ghen quá trời. Chết em nói rồi. Phải là cảm ơn là gặp em là em còn thèm. Vậy là sao chương trình này chắc có lẽ em lo hơn đúng không? Cũng hay em check Facebook, check điện thoại, check tin nhắn của em. Nhưng mà tại vì chồng em á ngộ lắm, mỗi lần nghe điện thoại đồng nghiệp gọi dù chuyện công chuyện tư gì cũng vậy, đóng cửa để em lại một mình đi ra chỗ khác nghe. Rồi nhiều khi nhắn tin xong rồi xóa hết lịch sử tin nhắn, xóa hết lịch sử Facebook. Em mà bước vô một cái á vợ về xóa hết trơn luôn, không phải. Tại vợ em cũng hay ghen nên là không vậy mà hiểu nhầm thì là. Nhưng mà chính vì vậy làm em nghi ngờ. Đúng rồi. Thực ra nếu mà đã không có gì thì cứ open ra đi. Cứ để luôn đi. Đâu. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Nghe yeah. Chồng son quá. Em cảm ơn anh chị. Con là Tú, thân Trọng Tú, vợ con là Hà Nguyễn Thị Thanh Hà. Hai vợ chồng con quen nhau tức là quen biết với nhau từ tính 7-8 năm mới cưới, cưới giờ được 5 năm rồi. Rồi một bây giờ mấy là năm rồi. Từng người giới thiệu về bản thân mình đi. Đó. Dạ. Lý lịch trích ngang nha. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 con. 30. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do anh. Tại cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo con này cấp 1 về đó, cấp 2 vô đây, cấp 3 vậy đó, đại học là vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Dạ. Nhất gái hơn hai, nhì trai lớn hơn một. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không? Hay là mỗi người một mảng riêng? Dạ trước đây thì tụi em làm chung. Nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghĩ là tụi em nên tách riêng ra. Bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em đang cũng đang thắc mắc nè. Cái thời điểm mà... Quê của Hà thì ở đâu? Dạ em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây, dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau ở đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là, thì ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bả cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ. Bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát. Thì anh này á, ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì... Có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa. Không đúng ưa. Không? Dạ. Lùn. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên đó cô. Vừa vô duyên, vừa xấu, vừa lùn. Chỉ được cái không hát hay. Không ưa. Không con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi cô. Công nhận từ mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, rồi bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường. Tại vì ngay lúc đó cũng chưa nghĩ gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa. Hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm.
hộp đội múa sao tự ngoài đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Dạ. Không ghét, không thương, không gì cả đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất ghét mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. À, tự nhiên hơi gần gợn á, hơi gần gợn đó. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường thường nó hay vậy chứ. Ừ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con Thiên Nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á con. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích anh đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn. Cô Vân bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết con, tại vì giống kiểu tự thấy được hợp lý mà thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh. Con không có ý kiến gì hết, nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy là muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, anh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là anh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là anh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó bên Úc. Đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn vịt là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Cứ bơi lòng vòng này. Đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi cô, với là một phần đó. Và cái bản tính con là xưa giờ nó lười. Và con rất rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi là lần cực. Mỗi lần thà cua dính thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có hơn với cô là con có một cái tật nữa là con hay tự tin với mọi người. Tức là hay chọc vui nữa, tức là bắt mật khẩu, bắt wifi con là đều là tú đẹp trai thôi. Hỏi bắt wifi là gì cho em mượn sao anh tú đẹp trai. Đó, nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu. Và con nói thôi ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Phong. Hết rồi. Ba con Thiên Nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con vịt ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Tấm con vịt liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận đúng không? Đúng không? Mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ nhiều ạ. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là còn đi làm thêm rồi, mà cái lúc đó con cũng kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu con Hà tốt. Tao cũng biết nữa, hao thiệt chứ. Hao cái iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Dạ. Đúng không? Mới đầu á coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra, để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, tới chừng quay lại thì phải có bài học chứ, phải trả giá chứ đúng không? Dạ. Con lời bài hát không cho người ta hát làm chi. Không chia cho nhỏ một câu bài hát nào. Giả mang sợ thiệt, giả mang thiệt chứ. Chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa là hát đồng ca thôi, mấy cái khúc đồng ca. Không cho hát solo là không cho. Không cho solo. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con lần này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe thì con gãy tay.
thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cô gái luôn mà cô Vân. Là biết có điều kiện dữ gì ta, không phải tại cái đó là nó đó là quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Lúc đó lại mở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với bạn các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn. Mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con thế bị là cướp răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng á, ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi, cứ ai tới là ổng cứ phải hả đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Bây giờ cầm súng cứ ai là bắn quỷ diệt lên, quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con vịt thôi. Thì con vịt đó phải là của ông thợ săn. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi, mà anh chiều con cực kỳ. Có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn ảnh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ ảnh đi làm mà ảnh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì ảnh sẵn sàng ảnh mua cho con hết. Ảnh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng ăn cái gì. Ảnh chỉ cần con thích là ảnh sẽ mua cho con thích là ảnh sẽ làm. Còn mà ảnh là giảm cân là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số xoang nhà con đó, rồi để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi ảnh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là ảnh chạy xe ra gần nhà con gửi vào một cái bãi. Gửi một cái bãi gần đó xong rồi anh. Anh này cũng chiêu trò lắm nha. Không phải, tại vì cơ bản mấy ngày đầu được. Tại vì ngày xưa cơ bản cô nhận theo em chạy được. Nhưng mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi. Sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải đừng có giảm được thiệt, đừng có giảm được thiệt. Là từ 85 xuống còn 70 á. Là kiểu như cũng chạy cũng ấy nó rút người á. Nhưng mà xong giống như lười. Thiệt là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời rành, trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là rung người luôn á cô. Đâu có cùng bị lừa cô Vân ạ. Ừ, nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á. Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, thì tụi con cứ ở với tụi con cứ quen nhau á. Sống trong cái cảm xúc đó là 7 năm trời. Dạ cứ vậy, xong rồi tới đám cưới. Dạ tới một ngày. Đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Sao? Thầy bói coi con cưới. Người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con cứ nghĩ là thôi cứ quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân. Cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu con coi ba người. Ai cũng khoáng không. Con nghe chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung. Ông khoáng không. Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông khoáng một câu xanh rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô không? Ba người bạn. Ba người cả ba ông coi đều mà. Là ba người bạn của thì đó cài vô hết trời, cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kêu đó còn dám làm mà. Nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên mưu mô cỡ nào nhưng mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mới kêu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi. Luôn đó. Không là không làm ăn được đâu. Sợ hết cả đời đúng không? Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm róc rẽn vậy trong vòng đúng 1 năm. Xây nhà, dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng 1 năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta nãy nói mấy dạ, năm. Dạ cưới năm 2017. Cưới năm năm rồi. 5 năm. Rồi công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có trắc trở gì không? Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Nhà không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu.
thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh, nên là đáp án được nhau, đúng không? Nhưng mà nó không có, ổng có sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng, nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á. Thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ. Để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết. Cực kỳ sợ luôn, ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á. Tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô, mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn, con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ, trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ. Bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền anh mà ráng anh... gồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên. Và cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu là đổ lên đầu con. Cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay, mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ, chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm, xong đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn 1 tháng nữa sanh rồi. Mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó. Một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới. Là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy. Tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh, ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị xức đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị xức hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn á cô Vân, là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời, tức là đập điện thoại, không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ cái gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa? Hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xõa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm á anh Tuyên, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là dịch nó vào. Mình cứ nghĩ là ok, ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng. Mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đầu này đắp đầu kia, kiếm này đắp đầu kia. Nhưng mà giống như tối về mình cảm thấy một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái tật là bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Trong cái chỗ nó rồi nó bình yên, nó nhẹ đầu đi. Em cứ nhẹ đầu em cũng dễ chịu hơn, anh cũng dễ. Nhưng mà kiểu như thực sự là lúc đó hai đứa đều rất là hiếu thắng thôi.
Thật sự đó cũng là lỗi của con. Tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á, nên là anh về là con hay nói, con hay, con phải muốn là tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó. Thì cứ gằn qua gằn lại như vậy, xong rồi bắt đầu anh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi, nói chung là con có nhà, con có con, bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con, chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn cái đó là cái chuyện không ai muốn, nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà. Cái nhà mới xây luôn cô Vân, nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà, và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn, con đăng lên con bán luôn. Bán luôn á? Con, dạ em bán luôn. Mẹ đồng ý luôn? Dạ. Mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà bà mẹ cũng muốn là ổn định, thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó, và tụi con lấy cái số tiền còn lại á, tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn. Dạ. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con, bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân. Nó cực kỳ thiên có đường nghĩa là dạ. Lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết, dạ, rồi nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa, dạ. Thì cũng sẽ bớt đập mà đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi, dạ. Mọi thứ là nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực, dạ. Bây giờ tới hồi thời lai vẫn là hai đứa đúng không? Dạ. Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba, mà tụi đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình phải chuẩn bị kỹ hơn cô. Tức là nhưng mà bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung dạ, hai vợ chồng công việc ai cũng ổn định rồi. Dạ, đúng rồi. Gọi là tạm ổn tạm định. Ổn. Tạm ổn định tại vì mình đã giải quyết rồi, nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư, cũng thuộc dạng trung cấp, nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới không biết là mọi người thì cứ hay chọc con là phong thủy hợp. Nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn, nhà ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút, và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư hơn nhà đất. Thì đó, nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Dạ vâng. Rồi giờ thế là mình giải quyết được những cái chuyện râu ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Dạ, thật sự là như vậy. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, để đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá. Lâu. Người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì nhiều khi đã quá quen á cô. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu, con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Không ai mượn con nói tật xấu của con. Vợ con cô. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là dạ đẹp, anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thật sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tin không, nhiều lúc á bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ok để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa là anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính thì chán cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con chán ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tôi uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. Cũng có sau khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con làm về con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần làm mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm buồn buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh. Anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em. Y rằng ủa về sạc. Ôi chết em quên rồi. Ủa em để đâu ta? Ủa đâu rồi ta? Rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái tật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ á là ngoài ý muốn đó con. Không phải là cái tật đâu. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều cái vụ mà càm ràm á cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó, nó nghĩa là vô tình con vợ con đi làm á,
người ta kêu bả là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là già bả làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bả bả gọi là dịch vụ khách hàng nào cao cấp. Thì lúc nào bả cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bả, nó liền là lúc nào bả cũng tỏ ra năng lượng. Tên lộ cái thằng bảo vệ, ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bả nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng con Vân thì phải năng lượng, tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi. Nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng á thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con á, với mình á, thì mình vẫn cười tươi nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Hiểu. Tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là mà cô có biết không, khi con đẻ ra, con đẻ hai bé xong bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn, hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi, tới tối về mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ổng cứ ngồi ngủ vậy nè, ổng cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không. Có nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi, cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Thật sự là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân hiểu á, khi bả đi bả con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai lọ tương ớt nó y như nhau, nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Vậy thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em không biết, em mới hỏi anh. Vậy thôi, xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là, mỗi khi bà hỏi một cái gì là đầu kiểm đầu mình nảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D, nhớ y như chơi đồng vàng á. Nhưng cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, cô kiểu như mình kiểu như làm mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường, bà chọn cái một cái hoàn toàn không có liên quan hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng không? Bị thất thường. Thất thường, tại không vì có anh này là kiến. Bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Có nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với con. Anh okay. Này ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á thì con sẽ phải gắp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, thì không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi thì cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị của cô Vân. Có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè, tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha, cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cổng cứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy. Nghĩa là tại vì thực sự luôn á, là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok trong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm bả chờ, cái tự mình vừa ôm cái là con thấy trường cỡ, lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền con thanh siêu, thoát liền con không đúng gì nữa, hiểu không? Con, con đứng dậy luôn, con đứng dậy con ra đi làm luôn. Rồi cái đó là có lẽ con mong muốn thay đổi vậy, phải không? Cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thật ra là sau cái biến cố cô Vân, một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này. Nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó. Thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên, để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi là mình cảm giác như mình không có. Cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình. Để cho thôi anh đi giùm tôi đó, đi. Là tại vì bữa đó là anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là
liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật lên là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Thì một phần cũng là lỗi cho em. Dạ. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó. Tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được. Đó. Nghe chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Đó là con đuổi khéo. Đó, tại vì bây giờ con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi. Bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái. Hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu. Có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi. Cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhịn em đi xíu. Nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ổng dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Cái ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ ừ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó, phải quan tâm, quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái lỗi về mình hơn một chút đúng không, tha thứ hơn sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Thì chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái, nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách hoài. Đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hù con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó, rồi cứ trẻ con lắm. Rồi cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Dạ, đúng rồi. Cái này đó là như vậy. Nhưng mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ. Thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi. Thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó. Đúng không? Đó thì bây giờ giống như em á, em thấy thì sao nè, để mà em góp ý với bạn bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. Thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em, chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi. Đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi dụ tắm rửa sao ổng tự biết đi. Em phải nói chứ. Cô Vân, con xin giải thích cái này. Tại vì cô Vân nói sao, tại vì cơ bản con, nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, cô Vân hiểu không? Thì tối về, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi, thì con nằm dưới đất, con là con nằm dưới đất một góc nên tại vì sáng sao con tắm rửa rồi ấy luôn. Và tiện cái gặp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ á, cũng là giặt máy rồi, nhưng mà một lần gom đồ nhiều lắm luôn. Một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bừa. Một ngày con nói gom một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con mẹ ở chung với mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con cũng lớn rồi. Bà rất là sạch, bà ở rất là sạch. Đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con. Riết là con cảm giác nó nấy cái bệnh đó, nghĩa là đồ con mặc á, nghĩa là tới nào đi tắm được con ấy ra thôi. Còn không kiên trì mặc một bộ thôi. Không hợp lý. Không có lý do. Bởi vì đó mình thấy không?
nói cái gì ảnh cũng lý do anh được. Anh nói em nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu và nó có làm cái gì khủng khiếp đâu. Với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không không, ý là cái đó ngày xưa rồi, giờ em đã thay đổi rồi, tức là thay đổi ngày... chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi để... Trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng nữa mới ghê chứ. Trời ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gọi đầu gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gọi đúng nữa. Đúng rồi. Mà ám mà vào con người. Có biết là mỗi một lần cô gọi đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gọi đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi hai vợ chồng khác luôn hoàn toàn. Cho anh Tư nói cái này. Có thể em chấp nhận em ở dơ được. Okay. Nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Dạ. Em ở ngoài đường em tiếp xúc biết bao nhiêu người. Dạ. Bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người. Dạ. Và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ và con em phòng anh không biết nhà rộng nhà lớn và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó. Và sau này sức khỏe của con em nha. Hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn, những cái virus nó không tốt. Dạ. Nó vào trong cơ thể con người em thì sao? Dạ, một dạ. Điều cực kỳ sai nha, em phải tắm rửa sạch sẽ. Cái đó là không, em chỉ giải thích về cái vấn đề là ngày xưa là tại sao nói thôi. Còn thực sự bây giờ là đỡ rồi, bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại dạ. Là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Dạ. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không. Bây giờ mấy một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Dạ. Ok. Dạ. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Dạ. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Dạ. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá. Thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô. Tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó cô nói nghiêm túc luôn đó. Dạ. Ha. Dạ, rồi là một chuyện. Dạ. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Dạ. Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á, dạ. Mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Dạ. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào cũng có công việc hết, đứa dạ. Nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi đúng con rồi. Được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu không có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Dạ. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói dạ. Hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Dạ. Mỗi đứa sửa chút xíu đi con. Dạ. Đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, dạ. Cuộc sống dạ. Nó sẽ thú vị hơn. À, có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, đúng nó nhẹ rồi. Nhàng. Không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị ê là không cái mở nhạc mà bậy mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ. Con gái là ngựa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Và bây giờ mình sẽ đến cái màn gọi là bốc thăm may mắn. Bốc thăm may mắn. Chỉ có một cái nùi dẻ thôi nha, cái dạ. Đồ trà nồi thôi. Mà sao mà tôi thấy ba cặp, hai cặp với cặp Ngọc Thuận với cặp này cũng muốn, mà Quách Ngọc Tuyên cũng em, muốn. Em luôn. Nghĩ là chắc em đủ rồi đó. Hả? Quay từ sáng giờ em nghĩ là như đó có thể em là em ba cái rồi, em còn phải cái nữa, nhưng mà theo chị cái này là em nhường em cho Thuận đi. Thuận ở đây có cũng... nhường cho Thuận đi, cặp này nhường cho Thuận luôn không, đi tại vì bên đây có hai đứa rồi. Dạ. Đúng không? Ừ ha rồi. Dạ.